Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi triển khai dự án xây dựng công viên sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, chính quyền địa phương các cấp từ tỉnh đến xã đã có nhiều cuộc họp, đối thoại với người dân. Mặc dù với những cam kết từ chính quyền các cấp cũng như nhà đầu tư về vệ sinh môi trường, về quyền lợi đền bù giải phóng mặt bằng, nhưng hiện tại, một số người dân ở xã Hưng Tây vẫn chưa đồng thuận. Vậy đối với các tỉnh lân cận là Hà Tĩnh và Thanh Hóa, việc triển khai dự án như thế nào? Bởi Ban đầu dự án cũng chưa nhận được sự đồng hộ đồng ủng hộ của người dân. Gia đình ông Dương Công Vĩ là một trong số những hộ dân ở xóm 6, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, nơi xây dựng dự án công viên sinh thái Vĩnh Hằng của tỉnh Hà Tĩnh. Theo ông Vĩ, ông đã định cư ở đây 20 năm và đây cũng là nơi xây dựng trang trại của gia đình. Trước đây, khi nghe lò hỏa táng đưa về đây, ông cũng hơi lo lắng Mặc dù nhà chỉ cách có mấy trăm mét, nhưng khi dự án đi vào hoạt động thì cuộc sống vẫn ổn định. Đầu tiên họ sẽ dựng cùng biệt làm ở rắn, dư hồi trên làng trên đi đấy đi xem á. Thấy ở đấy cũng xa xe, nó có khói bụi nó có gì hết. Chỗ họ đến đi đám lên đinh cùng chỗ bình thường. Nhà em ở đấy cũng không ai anh nói chí ảnh hưởng với hết cả bên tài bên thế hồng luyện đều có tí làm xa xe đẹp đấy. Năm 2013, dự án đài hóa thân hoàn vũ được đưa về quy hoạch ở xã lưu vĩnh sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh đây cũng là lúc mà người dân còn bỡ ngỡ với dự án và tập trung phản đối vì lo lắng về ô nhiễm môi trường chính quyền địa phương cũng rất khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động để có được sự đồng thuận trong nhân dân nhưng từ khi đi vào hoạt động đến nay người dân rất đồng tình phấn khởi tạo được việc làm cho nhiều người dân địa phương trong khi cái thời gian mà vận động thì phải nói rằng là rất khó khăn, nhân dân không hiểu. Rồi là trong thời gian vận động đến hơn năm, thì từ năm 2015 sử dụng tình ái thì cơ bản là đảm bảo cái môi trường. Và các cái ý kiến cử trí của nhân dân thì cũng không có phản ảnh gì cả. Quá cả cái kỳ họp hội đồng thì không có phản ảnh nào về cái môi trường. Tại Thanh Hóa, Đài Hóa Thân Hoàn Vũ chính thức được đi vào hoạt động từ năm 2014. Đây là công trình hòa táng đầu tiên tại khu vực Bắc miền Trung. Trên diện tích hơn 4 hecta, dự án bao gồm các hạng mục chính, đài hóa thân hoàn vũ, đền trình thần linh, hồ lạc thủy, nhà điều hành, nhà lưu cho cốt. Mặc dù được xây dựng khá sớm và ở ngay trong thành phố, nhưng công viên sinh thái Vĩnh Hằng đã có được sự đồng thuận của người dân khi xác định đúng tính cấp bách và nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hiện đại triển khai để làm cái dự án này đó thì cũng cho nhân dân ra ngoài Ninh Hải nhưng mà nhân dân vẫn cứ phản đối mạnh lắm sau đó là khi đưa vào thực hiện thì thấy cái đài hóa thân Hoàng Vũ này là rất đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo văn minh hơn còn cứ như trước trôn này nhân dân phản đối nhân dân người ta chưa hiểu ra nên sau khi chuyển sang thì thực hiện được năm đầu khó khăn nhưng sau khi thực hiện được năm thì nhân dân ủng hộ rất cao cái công tác này nếu mà nói từ lúc những lúc ban đầu thì như ý kiến của một số bà con cô bác làng xóm thì người ta cũng có những cái phần là e ngại cái việc hỏa táng sẽ làm sao. Nhưng mà từ cái khi mà bắt đầu chúng tôi đưa vào thực hiện hỏa táng thì rất được nhiều đồng tình của bà con cô bác. Trong cái đó nó cải tạo được rất nhiều những cái vấn đề vệ sinh môi trường. Hàng tháng thì tất cả những là cái cơ quan mà môi trường người ta vẫn xuống người ta đo lấy vấn đề mẫu nước rồi lấy hơi ở dưới này là khói hay là gì đó là tất cả chúng tôi làm là không có mùi và cũng không có khói gì. Ngoài làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, việc đảm bảo vệ sinh môi trường và quy trình xử lý ô nhiễm trong quá trình hoạt động cũng là yếu tố quan trọng nhất để các dự án đài hóa thân hoàn vũ mang tính khả thi và bền vững. Với những khó khăn ban đầu do chịu sự phản ứng của người dân, nhưng khi đi vào hoạt động thì hai dự án lò hòa thân hoàn vũ ở Thanh Hóa và Hà Tĩnh đã nhận được sự ủng hộ đồng tình cao của người dân và đã có những cách nhìn mới trong vấn đề này. Và vấn đề này thì sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Thời sự sau.